chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tăng cường yếu vào đêm ngày hôm qua không đủ để làm thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ có những chuyển biến. Và đến sáng nay chỉ một vài nơi tại khu vực Lai Châu và Lào Cai thì có mưa rào, các nơi khác tiếp tục ít mưa và trời se lạnh, riêng ở khu vực vùng núi thì trời rét. Như vậy là trưa chiều ngày hôm nay thì khối không khí lạnh ổn định tiếp tục chi phối thời tiết khu vực Bắc Bộ. Toàn khu vực thì ngày nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất dao động ở trong khoảng là từ 27 cho đến 29 độ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, vào ngày mai thời tiết vẫn không có sự biến đổi nhiều. Sang tới ngày 25 và ngày 26 thì khối khí lạnh có cường độ yếu dần. Tuy nhiên là trên hệ thống khí quyển tầng cao thì đới gió Bắc cho đến Tây Bắc bao phủ toàn khu vực Bắc Bộ, do vậy mà khu vực khá là ít mưa, ban ngày trời có nắng và hanh khô. Vào giữa trưa độ ẩm có thể giảm xuống thấp dưới 60%. Ban ngày trời quang mây khiến hiện tượng phát xạ nhiệt về đêm sẽ xuất hiện và kéo nền nhiệt độ về đêm xuống khá thấp. Trời rét ở tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng, còn ở tại khu vực vùng núi thì còn có nhiệt độ chỉ dao động ở trong khoảng là từ 14 cho đến 17 độ. Quý vị và các bạn lưu ý là trong vòng những ngày cuối tuần, nền nhiệt độ về đêm và sáng có khả năng giảm sâu hơn. Khi lưu thông thì quý vị và các bạn cần mặc thêm áo khoác dày để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Với các tỉnh ven biển Trung Bộ chỉ còn chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió Đông Bắc thổi vuông góc với địa hình nên mưa bắt đầu có dấu hiệu giảm ở trên toàn bộ khu vực này. Trong vòng 2 đến 3 ngày tới, toàn bộ khu vực phổ biến là chỉ có mưa vài nơi tại các tỉnh ở khu vực Trung Trung Bộ. Ban ngày thì trời tạnh ráo hơn và có nắng, thời tiết dần trở lại thuận lợi hơn cho đời sống sinh hoạt của người dân khu vực. Trong khi đó thì dãy áp thấp ở trên khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đang suy yếu dần và trong những ngày tới thì khu vực chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc yếu nên thời tiết ổn định và hầu hết các nơi trên khu vực là trời không mưa và ngày có nắng. Đỉnh chiều cường trên các sông ở Nam Bộ chỉ còn cao trong ngày hôm nay và khả năng là vẫn sẽ còn gây ngập nhẹ cho những tuyến phố có địa hình trũng thấp ở thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối nay. Từ ngày mai thì bắt đầu có xu hướng giảm. Do vậy các tỉnh ở phía Nam cũng dần bước vào những ngày tạm thời giảm mưa và thời tiết thì cũng thuận lợi hơn. Với những phân tích trên, thời tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước như sau. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào thời điểm đêm và sáng ngày mai thì có mưa rải rác, tập trung chủ yếu ở tại các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên. Các nơi khác thì ít mưa và ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, ở vùng núi cao trời rét. Còn sang tới ngày 25 và ngày 26, trời hầu như không mưa, về đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác ngày nắng. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở trong khoảng là từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì trong ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, ban ngày giảm mây trời nắng. Và trong 2 ngày tiếp sau thì trời ít mưa và đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác ngày nắng, nhiệt độ cao nhất đạt ở trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày mai thì còn có mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu ở phần phía nam khu vực, ban ngày thì đôi lúc hửng nắng và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 28 độ. Còn trong 2 ngày sau thì mưa giảm hẳn chỉ còn diện vài nơi, trên toàn khu vực thì trời có nắng trở lại và nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ trong khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trời còn có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào ngày mai và mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh ở phần phía bắc của khu vực. Ở phía nam thì ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến ở trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Còn sang tới ngày 25 và ngày 26 thì mưa giảm hẳn, ngày nắng và nhiệt độ trên toàn khu vực thì có xu hướng là tăng nhẹ. Ở khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới thì duy trì kiểu thời tiết là đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 30 độ. Ở khu vực Nam Bộ trong những ngày tới thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng và nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến ở trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Ở khu vực thủ đô Hà Nội trong ngày mai thì trời nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, ban ngày giảm mây trời nắng. Còn trong 2 ngày tiếp sau thì trời ít mây hơn, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng và nhiệt độ cao nhất đạt được khoảng là từ 26 đến 29 độ. Ở trên biển trong 3 ngày sắp tới thì ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa luôn thịnh hành là hướng gió đông bắc với cường độ mạnh cấp 5 có lúc cấp 6. Trời phổ biến là tạnh ráo, ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trong khi đó thì ở tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa thì có gió hoạt động yếu hơn khoảng cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Chỉ lưu ý là phần phía nam của vùng biển Nam Biển Đông cần cảnh giác với mưa rào và dông rải rác xảy ra trong khoảng chiều
chiều tối và đêm. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.